Vâng, một cái đàn Ezhen Ezhen này một cái gì đó có lẽ chúng ta nghe không thấy quen lắm về cái thương hiệu. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nghe âm thanh và chúng ta biết rõ về chất lượng. Đúng không ạ? Chúng ta vừa nghe âm thanh, chúng ta biết rõ về chất lượng, chúng ta thậm chí nếu các bạn ở gần Hà Nội, các bạn đến tận nơi chúng ta xem và chúng ta sẽ thấy rằng là hoàn toàn rất yên tâm, hoàn toàn rất phù hợp để chúng ta bắt đầu cho con em mình học đàn piano, và rất phù hợp, một cái chi phí tiết kiệm và một cây đàn hình thức rất là đẹp, mới, âm thanh hay và được sản xuất tại Nhật. Và tôi nghĩ rằng là hình như người Nhật người ta đã làm một cái điều rất là tuyệt vời, và đó là cứ nhắc đến sản phẩm của họ dù là bất cứ vấn đề gì, từ trên các cái sản phẩm về thuốc, về máy trong y tế, đúng không ạ? Rồi đến các cái phương tiện đi lại như chúng ta hay đi ô tô, xe máy của Nhật. Đấy, rồi đến các cái hệ thống về đồ điều hòa, tủ lạnh, đồ gia dụng, vân vân. Tức là nhắc đến cái gì đó mà sản xuất tại Nhật, chúng ta đều cảm thấy rất là yên tâm. Thì các bạn chỉ cần biết đây là một cây đàn đã qua sử dụng, của Nhật sản xuất ra và người Nhật sử dụng, rồi sau đó người ta không sử dụng nữa, người ta có thể là chuyển nhà hoặc là người ta có thể do chuyển công tác hoặc là con em người ta lại nâng cấp lên cái đàn ở cái phân khúc cao hơn, họ bán sang những cái đất nước như chúng ta và chúng ta dùng vẫn rất 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 tuyệt vời. Nó gấp 50 lần cây đàn khi tôi bắt đầu học đàn piano. Tôi muốn nói nhấn mạnh gấp 50 lần về cái giá trị sử dụng. Bây giờ chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Các bạn đã nghe, tôi đã kiểm tra, giúp các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng và hoàn toàn rất nhiều em nhỏ sẽ thành công trong môn piano này với cây đàn này, hoặc thậm chí có thể đi xa hơn trở thành những nhà giáo, những nghệ sĩ chuyên nghiệp qua những cây đàn như thế này, và không có gì là không thể. Cảm ơn các bạn.